Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 7 giờ sáng ngày 12 tháng 9 là 13,23m, mực nước báo động 2 là 13,4m. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã quyết định rút báo động 2 trên sông Hồng. Trong công điện hỏa tốc sáng nay 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao Bộ Tư lệnh Thủ đô là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ hộ đê trên địa bàn. Những ngày gần đây, trong khi cả nước đang hướng về đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại bởi bão lũ, thì trên nhiều trang mạng xã hội, người dân đang phải chịu trận trước hàng loạt tin giả, tin thất thiệt. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã khẩn cấp vận chuyển 80.000 viên lọc nước tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và 4.000 lít nước tới Bệnh viện tỉnh Lào Cai để đảm bảo cung cấp nước uống cho 800 người. Ngày 12 tháng 9, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về chương trình đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 và Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5. Sáng 12 tháng 9, theo giờ Việt Nam, bão Renshin đã đổ bộ vào bang Louisiana miền Nam nước Mỹ, khiến chính quyền địa phương phát đi cảnh báo về lũ lụt và triều cường có thể đe dọa tính mạng. Ngày 12 tháng 9, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức lúc 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Lệnh rút báo động 2 trên sông Hồng tại địa phận thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh, trên sông Đà, đoạn huyện Ba Vì, mực nước đang xuống. Trước đó, lúc 19 giờ ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh rút báo động lũ cấp 1 tại huyện Ba Vì. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vẫn giữ cảnh báo lũ trên các sông Hồng, sông Đuống đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bể nổi giữa sông, vùng ven sông, sạt và xối lở đất bờ bãi ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với tuyến đê thuộc các quận huyện thị xã Sơn Tây, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín. Sở Y tế thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm trực cấp cứu 24/24 giờ và triển khai điều trị tốt nhất cho các trường hợp bị thương do ảnh hưởng của mưa bão. Công điện hỏa tốc của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ hộ đê. Quân đội phối hợp với chính quyền quận huyện thị xã rà soát các phương án hộ đê và sẵn sàng triển khai lực lượng tại các vị trí trọng điểm, xung yếu, xử lý khi có tình huống xảy ra. Các quận huyện triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khu vực ngoài bãi sông, kiên quyết không để người dân ở lại khi lũ lên cao, chủ động cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn. Sở Giao thông Vận tải đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, các cầu qua sông, nhất là trên các tuyến sông có lũ lớn. Từ trưa đến tối 9 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin dòng trạng thái status video clip với nội dung vỡ đê ở Tiên Yên, Quảng Ninh, vỡ đê Yên Lập, Phú Thọ, sau đó có thông tin vỡ đê Lục Nam, Bắc Giang, vỡ đê ở Thái Nguyên. Đến tối 9 tháng 9, trên nhóm Facebook có lượng thành viên tham gia khá lớn, tiếp tục có thành viên đăng thông tin vỡ đê Đầm Vong, đê Sông Hồng ở Yên Bái. Sáng sớm 10 tháng 9 lại có thông tin trên Facebook Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ vỡ đê, nước cuốn rất xiết. Các thông tin này nhanh chóng bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Hiện lực lượng công an tiếp tục nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân đưa thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão lũ. Không chỉ xuất hiện tin giả, tin sai lệch về bão số 3, một số đối tượng còn lợi dụng thiệt hại do bão gây ra để kêu gọi ủng hộ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể xuất hiện fanpage trên mạng xã hội Facebook giả mạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh để lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão số 3. Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh thông tin giống các trang chính thống kêu gọi những nhà hảo tâm quyên góp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Trong những ngày tới, UNICEF sẽ cung cấp viên lọc nước, bồn chứa nước, bộ lọc gốm, dung dịch rửa tay khô và xà phòng cho chính quyền địa phương để phân phát đến các hộ gia đình, trường học và cơ sở y tế tại các tỉnh Yên Bái và Lào Cai.
Bà Sylvia Danilov, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho biết UNICEF cam kết cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và bền vững cho chính phủ Việt Nam để đảm bảo trẻ em và các gia đình tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Sự tàn phá do siêu bão lần này nhắc nhở chúng ta về tác động của các sự kiện thời tiết cực đoan đến trẻ em trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. UNICEF hiện đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo các nguồn viện trợ khẩn cấp và kịp thời. Tổ chức này dự kiến cần khoảng 11 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất. Theo ban tổ chức chương trình đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 có chủ đề chuyển đổi công nghiệp, kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 nhằm thúc đẩy quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương kết nghĩa trên thế giới. Nổi bật trong chuỗi hoạt động là phiên hội nghị thị trưởng với sự tham dự của đại diện 58 địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh như Đức, Hoa Kỳ, Thái Lan, Campuchia, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada, Phần Lan. Trong khi đó, diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 với chủ đề chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các tổ chức định chế tài chính, tập đoàn, diễn giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển, các mục tiêu, chương trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn lần này hướng thảo luận đến nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh theo chiều sâu, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng vật liệu mới, sử dụng năng lượng xanh và phát triển bền vững. Năm nay, diễn đàn dự kiến có sự tham gia của 1.500 đại biểu đến từ các bộ ngành, các định chế tài chính quốc tế như World Bank, IMF, IFC, ADB, các tổ chức quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, các nhà quản lý và lãnh đạo các địa phương trong nước và quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và ngoài nước. Theo Trung tâm Bão Quốc gia NHC, bão cấp 2 Francine đã đổ bộ vào giáo xứ Terrebonne ở rìa phía nam của bang Louisiana với sức gió 155 km/h và có thể khiến nước biển dâng thêm 3 m và lượng mưa 304 mm ở một số khu vực của bang. Do vậy, NHC khuyến cáo người dân phải ở trong nhà và tránh xa cửa sổ. Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đề nghị Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang đối với khu vực. Đề nghị này đã được Tổng thống chấp thuận. Vệ binh quốc gia Louisiana cho biết quân đội đang tiếp nhiên liệu cho các phương tiện để chuẩn bị ứng phó với cơn bão, huy động trực thăng, thuyền và nhu yếu phẩm để sơ tán và tìm kiếm cứu nạn. Theo một trang web của chính phủ, các trường học và trường đại học xung quanh thủ phủ Baton Rouge của bang đã đóng cửa cho đến ngày 13 tháng 9. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 14 giờ ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 6 giờ ngày 12 tháng 9 theo giờ Việt Nam, đã được ban bố tại Baton Rouge. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân GCS Hàn Quốc, các tên lửa đạn đạo tầm ngắn này được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào lúc 7 giờ 10 phút sáng 12 tháng 9 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, cơ quan này chưa nêu rõ thông tin có bao nhiêu quả tên lửa được phóng đi và tên lửa của Triều Tiên bay được bao xa. Trong khi đó, phía Nhật Bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi xuống biển. Một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho rằng tên lửa của Triều Tiên nhiều khả năng đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng trên diễn ra trong bối cảnh đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền ở Nhật Bản bắt đầu tiến trình bầu chọn nhà lãnh đạo mới để kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida. Lần gần đây nhất Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là vào ngày 1 tháng 7.